Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay shop đồng hồ sinh nhật Thủy Trinh Nail của em sẽ lên video là ngày 20 tháng 3 nha mọi người nha. Và cách thức mua hàng của bên em là bên em chuyển khoản cọc chốt đơn từ 100, 200, 300, 500 đến 1 triệu tùy theo đơn đặt hàng của mình. Giá trị bao nhiêu bên em sẽ báo số tiền cọc. Và về máy, bên em sẽ bảo hành máy cho mình là 1 tháng. Hàng si em không bảo hành nước nha mọi người. Em chỉ hỗ trợ làm ron chống nước theo yêu cầu. Không yêu cầu là em sẽ để nguyên bản. Và ngoài trừ hàng new ra thì những hàng si thì mình cần kiểm tra lại ron. Mình có thể tự đi ra ngoài kiểm tra hoặc bên em kiểm tra thì bên em sẽ bàn giao bằng video test nước. Sau cái video test nước là bên em sẽ không có trách nhiệm bảo hành nha mọi người nha. Còn hàng new thì chắc chắn là nó là chống nước rồi. Mình chỉ đảm bảo là núm. Nếu như nó là núm vặn cổ chai thì mình vặn lại trước khi mình sử dụng nước. Giống như mình chỉnh giờ rồi mình vặn lại xong mình mới xài. Chứ mình đừng có để cái núm vặn nó bên ngoài thì nó sẽ bị vô nước. Ngoài ra là như vậy thôi. Với lại trường hợp xài lâu mọi người làm bể kiến mẻ kiến thì nó mới vô kiến được, vô đường nước thôi. Rồi, khách chuyển khoản hết em sẽ free ship đơn tối thiểu từ 400. Dưới 400 mình trả ship giúp em, ví dụ là 200, 250, 300, 350 gì đó. Rồi, khi mở hàng mình nhớ quay video khi mở hàng giúp em. Bên em chỉ hỗ trợ về vấn đề sai hàng, mất hàng, bể hàng, thiếu hàng. Dựa trên cái video đó để em giải quyết cho mình với em làm việc với bên vận chuyển. Nếu không có video là em sẽ không có giải quyết được. Nên là khi đóng hàng em sẽ dán tem nhắc mình ở cái đầu hộp luôn nha. Rồi số tài khoản em có để trên bảng là 3 số, mình có thể chuyển qua số nào cũng được. Khi chuyển khoản mình ghi nội dung giúp em mình mua mã gì hoặc cọc mã gì, hoặc số điện thoại mà mình đã liên hệ với bên em, hoặc nhắn tên Zalo mình đã liên hệ với bên em nha mọi người nha. Trường hợp mọi người quên ghi mã hoặc là quên ghi thông tin thì bên em sẽ để giống như là qua ngày hôm sau bên em sẽ đóng đơn từ từ theo thứ tự, thì là những cái tên mà không có trong cái phần tin nhắn chuyển khoản á, thì em sẽ để cuối em mới đóng. Thì nói chung cũng sẽ đi cùng một ngày nhưng mà mình đóng cuối hơn xíu thôi đó. Rồi số điện thoại em có để trên bảng là một số điện thoại duy nhất, mình có thể gọi hoặc nhắn tin bên Zalo hoặc là gọi điện thoại cho em tùy theo khung giờ ha. Nếu trễ quá thì mình chỉ cần nhắn tin bên em còn thức thì em trả lời, không thì qua ngày hôm sau em trả lời. Chứ khuya quá gọi thì bên em sẽ tắt âm nên không có nghe được. Rồi bây giờ em lên mã đầu tiên. Mã hôm nay em lấy sẽ là mã K1 nha. Mã K1 giúp em. Bữa nay thì ngoài những mẫu em đang lên, mẫu mới thì sẽ có một số mẫu là em xả hàng. Em xả kèm vào trong đây, em giảm đi mấy trăm ngàn luôn á. Rồi bây giờ là mã đầu tiên em lên là mã K1. K1 em lên cho mình một chiếc của nhà Diesel. Một chiếc của nhà Diesel cho em nha. Phiên bản mặt rê nâu nè. Đây. Mặt nâu rê cho em nha. Chống nước 5 ATM, size 37,5 nhưng cho 32, luôn càng là 49 đó. Dây này là dây màu trà sữa mọi người, dây màu trà sữa nha. Khóa zin cho em hai bên là hai bên viền xanh, là đây là zin của hãng nha, đây là dây zin của hãng luôn nha mọi người, màu trà sữa cho em nè. Dán mặt rê mix với trà nha. Đó, cái này là cái bụi đánh bóng nè, này lau được nha mọi người, lau là nó hết trơn thôi. Đó. Rồi ở đằng sau như thế này cho em nha. Nói chung độ mới ok la, bên em spa đánh bóng rồi ha, núm zin cho em nè. Đó. Dây zin khóa zin. Dán oval. Mặt rê. Dán này là rất là ôm tay nha. Và cái màu trà sữa này dây hiếm lắm nha. Dây zin mà màu này là hiếm lắm nha mọi người. Thường là về là đen với nâu thôi chứ không có màu trà sữa này đâu nha. Rồi chiếc này 700 nha. Màu trà sữa siêu siêu ok la, giá cũng hợp lý. Đó, 700 cho em nha. Mã chiếc này là mã K1.
Lên cho em mã K2. K2 em lên cho mình một chiếc của nhà Senco. Siêu phẩm của nhà Senco full hộp. Những cái mẫu này là em bảo đảm mọi người là em không có thể nào mà có hàng tồn luôn á. Cứ mỗi lên một phiên một lần duy nhất là hết. Size ngang cái này là 22, dòng Senco Excellent nha. Dòng Senco Excellent cho em kính thủy ánh xanh nè. Vỏ vàng toàn thân ánh nâu siêu đỉnh luôn. Cái vàng này là dành cho mấy chị mà không thích vàng khè, không thích cái màu vàng đậm thì lấy cái màu vàng này. Đấy, đây là cái màu vàng đặc trưng nha, chứ không phải là màu bị phai hay bị gì nha mọi người. Màu này là màu chuẩn hãng jean như vậy nha. Đó, nẹp đẹp nét ken không? Đây, từng cái đường dây này nè là nó sẽ có những cái mắt nó nói lại với nhau như vậy nè. Mắt nó nói rất là đẹp luôn. Full hộp cho em như thế này của nhà Senco. Kính nè, đó, kính thủy ánh xanh nè, thấy không? Rất là đỉnh. Lên tay cho em nè, nó sang vải luôn, rất là thích hợp cho việc mình đi tặng đồ nha, rất là sang luôn á mọi người, thấy không? Quá đã. Rồi lên cho em chiếc này. Chiếc này bên ngoài nó đẹp hơn ở trong cái máy em quay luôn á nha. Ở ngoài nó đẹp hơn. Chiếc này em để cho mình với giá là 650.000. 650 cho em full hộp, ở ngoài nó bóng loáng. Mã chiếc này là mã K2. Lên cho em mã K3. K3 em lên cho mình một chiếc của nhà Xịn Sò này đi. Chiếc này quá đỉnh luôn, em ưng cái mặt chiếc này dã man. Đây, mọi người nhìn cái mặt đó nè. Ôi nó đẹp, cái màu nó đẹp dã man luôn. Khi mà mình ra ánh nắng nó còn đẹp dữ nữa. Đấy, kính nó đổi màu á mọi người. Cái mặt của nó kiểu như là lúc xanh, lúc cam, lúc vàng. Ôi cái kính đỉnh đỉnh của chớp luôn. Size chiếc này là size 42 nha. Size 42 vỏ thép vàng nha. Nút là nút zin của nhà Ali. Ali là biểu tượng giờ tam giác nha. Rồi nắp sau cho em như thế này. Đó, đồ quay chứ nhầm. Đồ quay, à đây Ali nè. Đồ quay Ali. Khóa zin cho em nè, khóa vàng nè. Dây zin luôn nha. Dây này dây zin về sau em để dậy. Dây này là dây silicon cao su thể thao, mướt rượt mềm nữa. Đeo cảm giác rất là êm tai nha. Nó kính là kính chống tiêu UV và mặt màu như thế, em phải nói là cái mặt nó quá đỉnh, cái màu nó đỉnh dã man luôn. Lâu lâu mới có một chiếc như thế này chứ không bao giờ có hoài nha mọi người. Đó, rồi lên cho em chiếc này. Chiếc này mình đeo dây này chán rồi, sau này mình thay da cũng ok la nha. Rồi chiếc này em để cho mình với giá là 900. Đỉnh của chớp luôn, thật sự. Đụng hàng mới sợ, không bao giờ đụng hàng. Mã chiếc này là mã K3 nha. Rồi lên cho em mã K4 nè mọi người. K4 nha, em lên một chiếc của nhà Burberry hãng cho em. Burberry Thụy Sĩ jean nguyên bản cho em nè. Em kèm thêm cho mình một cái hộp như thế này ha. Đó, khóa là khóa jean cho em nha. Đây nắp sau nè. Burberry hãng cho em, sử dụng máy V8 nha, máy Thụy Sĩ luôn á, đỉnh của chớp. Thương hiệu Anh, chính hãng cho em. Ôi đồ mi vàng nè. Chiếc này phải nói là hết nước chấm, thật sự. Đó, rồi xung quanh đây là tán đinh hai bên ca hai cạnh ha. Đó, nút nè. Nút zin chữ B nè. Chiếc này nữ đeo má la luôn. Size 26 cho em nha. Thép đúc dây đồ mi vàng, phần đồ mi vàng đậm luôn cho em nè, không hề bị gì nha. Đó, chiếc này phải nói là nó độ mới rất cao nha, hàng si đánh giá quá cao luôn rồi đó con này. Đó, Thụy Sĩ cho em, bản có lịch luôn nè. Bình thường ít có lịch lắm á mọi người, lâu lâu mới có cái bản có lịch.
làm cái dáng dây giống y chang nhà Russi luôn. Phải nói là đỉnh của chớp, hàng chính hãng Burberry cho em, của nữ đeo là ok la luôn nè. Full hộp như thế này cho em kèm theo cho mình. Chiếc này em bán cho mình 1,1 triệu là rất rẻ rồi đó. Bình thường là 1,3 triệu, 1,4 triệu, 1,2 triệu, 1,3 triệu đồ á, nó chênh lệch mấy trăm ngàn. 1,1 triệu cho em mã K4. Rồi lên cho em mã K5. K5 em lên một chiếc của nhà Tommy Hiệu nè. K5 em lên Tommy Hiệu cho em nè. Đỉnh của chớp luôn, để em chỉnh lại giờ nha. Tại vì em chỉnh thành là 12 giờ đêm á, để cho nó nhảy qua ngày 20 cái đã. Bây giờ là 12 giờ trưa. Xém 12 giờ trưa thôi, chưa có tới 12 giờ trưa. Đó. Đây. Dây cá sấu nha mọi người. Dây này là dây cá sấu Vân Trúc chứ không phải da bò nha. Em thay này là thay dây cá sấu Vân Trúc cho mình. Niền không xoay, tán đinh lồi lên hai ba bên nè. Đó, dạng hai cạnh cho em nha. Niền tọa độ bên trong cọc số màu vàng sport. Một góc lịch xéo nha. Nắp sau cho em thép đúc chống nước 5 ATM. Cái màu á, nó là chất thép đúc nhưng nó làm cái màu giống titan đó mọi người. Nhìn nó rất là khỏe nha. Dòng sport nên nhìn rất là khỏe luôn. Nút zin cho em nè, nút màu như carbon luôn. Đó. Rồi khóa zin cho em chiếc này. Size chiếc này là size 48 nha mọi người. Gọi là phải nói là ông anh ba luôn á, nó gọi là hầm hố như vậy á. Tommy Hilfiger Water chống nước 5 ATM, một góc lịch xéo, màu vàng sport. Nó kim là một phân nửa, một phần này là màu trắng, phần đuôi là màu đỏ nè. Lọc lá nè. Đã thay dây cá sấu, khóa zin chen. Đỉnh chưa? Phải nói là đỉnh của chớp. Rồi lên cho em chiếc này. Chiếc này em để cho mình 1,1 triệu nha. 1,1 triệu cho em một em Tommy này, mới hãng là gần chục triệu không á. Mã chiếc này là mã K5 cho em. Lên cho em mã K6. K6 nha. Em lên một chiếc Thụy Sĩ kèm hộp cho mình như thế này, của nhà Kronz. Chiếc này sử dụng máy Thụy Sĩ V8 cho em, hàng siêu siêu đỉnh luôn. Nắp sau cho em như thế này, máy Thụy Sĩ luôn nha, đúng đỉnh luôn á, hiệu Rolston nè. Còn tem luôn nha, nắp sau còn tem luôn. Trời ơi, mọi người nhìn nó mới cống luôn á, nó mới giả mang luôn. Đây, mặt hai lồng cho em máy Thụy Sĩ Swiss Made. Đỉnh của chớp. Đúng đỉnh luôn. Chứ này hình như thay pin chưa vậy ta. Từ từ để em xíu nha. Nhiều khi thay rồi mà nhiều khi chưa thay. À cái này thay rồi nha mọi người. Thay rồi cho em nè. Đó. Dây rất là dài luôn. Cái màu đậm lắm. Cái màu vàng kiểu như không phải là đậm, mà là kiểu như là nó đều á mọi người. Size 32 cho em nha. Cái màu vàng này, màu vàng 18K nè, size 22 cho em. Ở trong video là nó còn bị trắng trắng á. Chứ thật ra, thực chất là ở ngoài cái màu nó vàng lắm nha. Kiểu như là nó vàng mới á. Nó vàng kiểu như là nó mới á mọi người. Chứ nó không có bị phai một góc nào luôn. Đó, nhìn màu nè. Tại ở đây em mở đèn nó sáng quá. Đây. Thật ra nó rất là xinh luôn. Thụy Sĩ vàng cho em, đeo như vàng thật nè. Dây dài nha. Dây cắt mắt được cho em luôn. Rolston, máy Thụy Sĩ V8. Chiếc này mã K6. Mã K6 nha. Em để chiếc này cho mình với giá là 900 K6 Thụy Sĩ. Bao rẻ. Đó. Lên cho em mã K7 nha. K7 em lên một chiếc của nhà Omega. Omega này nha.
Hôm bữa em lên phiên bản mặt này khác dây, bữa nay về dây silicon tại cũng có nhiều khách hỏi á. Full hộp cho em nè, em về được có một con. Full hộp cho em như thế này. Đây. Size 41,5, kính ánh xanh chống tiêu UV. Bản địa cầu nắp bằng đằng sau cho em máy nè. Máy là dán lục lăng cho em, vỏ lục. Cái phần này là có dập stainless steel nè, thấy không? Dập trên thân nè, dập cái logo nè. Đó, rồi bên này dập cái thông số nhỏ nhỏ bên này nè. Đó. Thông số nhỏ nhỏ bên này nè. Dây là dây silicon cho em nha. Dây silicon. Silicon mùi trái cây, kính ánh xanh chống tiêu UV, bản cơ automatic có hỗ trợ có tay, một góc lịch lọc cho em. Khóa là khóa zin nè. Khóa zin cho em nè, khóa này dạng khóa giống như gài vô giống như hu lót á. Tay mình đến đâu mình gài vô đến đó cho em, rồi mình đóng lại thôi. Là mình phải chọt qua bên đây nè, đó. Nhưng mà em để cho mình về mình tự chỉnh theo cái form tay của mình, đỡ phải giật ga giật vô. Đó. Sai đo chưa? Sai em đo rồi đúng không? 41,5 42. Đó, rồi ở trên nè. Dây nè, màu xanh nước biển cho em nha. Đỉnh của chóp thép đúc. Automatic hỗ trợ có tay. Full hộp như thế này của nhà Omega. Đó, bản dây silicon nha. Chiếc này em để cho mình với giá là 2 triệu. Full hộp cho em 2 triệu. Mã chiếc này là mã K7 nha mọi người ơi. Bữa trước là bản kia 2 triệu mốt 50 á. Chiếc này 2 triệu cho em nè. Nó cũng giống y chang nhau thôi nha mọi người. Tự em muốn bớt thôi chứ nó không có phải là cái nào hơn cái nào đâu nha. Rồi lên cho em mã K8. K8 em lên một chiếc của nhà K8 em lên một chiếc của nhà gì đây? À, Omega này là hàng siêu cấp nha mọi người. Còn nếu mà hàng chính hãng thì nó mấy trăm triệu, có khi trăm mấy hoặc 200 triệu gì đừng đó nha. Cho nên nói trước luôn, đây là hàng siêu cấp nhưng mà ok, loại 1, thép đúc ok. Rồi, lên cho em mã K8 nè. K8 em lên cho mình con Dior. Chiếc Dior này về là em kiểu như em đấu là em chỉ nhìn đằng trước thôi, chứ này em lỗ nè. Em chỉ nhìn đằng trước là như thế này thôi, nó rất là đẹp luôn. Tại vì bên Nhật họ chỉ chụp đằng trước thôi. Đó, xong rồi về mới thấy đằng sau nó bị vậy nè. Đó, đằng sau nó bị vậy nè. Nó chày mà nó ấn cái gì nè. Đó, dây kiểu như dây bên trong nó cũng chày nè. Đó. Chiếc này em sẽ bán lỗ luôn nha. Chiếc này em đấu lẻ là chiếc này 2 triệu mấy á. Tại Dior về là em bán 3 triệu rưỡi không à, không có bán rẻ hơn. Cho nên em đấu 2 triệu mấy. Đó. Mà về lỗ nè, chiếc này về em lỗ gần cả triệu bạc luôn. Size chiếc này là size 32,4 nhưng cho 27,3. Bên trong đính kim cương, dán mặt lục lăng, máy thụy sĩ, Swiss Made V8, hàng chính hãng của nhà Dior. Đây. Con này có để blackware nè. Mạ vàng 18 carat ha, có để blackware, có biểu tượng truyện vàng luôn nha. Đó, nó chỉ bị ở trong thôi. Nếu mà khách không không quan trọng ở trong á, mình đeo lên như thế này là không ai biết nha mọi người. Không ai biết bên trong nó bị như vậy luôn á. Mà mình sẽ mua được với cái giá bao rẻ. Nó với cái giá mà so với lại Dior là mình không bao giờ lấy được luôn. Dior nè, đẹp chưa? Đỉnh của chóp. Chiếc này em bán 1 triệu rưỡi nha, em lỗ 1 triệu á, giá róc về 2 triệu rưỡi của em à. Đó. 1 triệu rưỡi phiên bản đính kim cương của nhà Dior này. Coi con này làm mới là 70 mấy cái trăm triệu một chiếc nè. Em bán có 1 triệu rưỡi thôi, bán lỗ nha. Ai không quan trọng cái chỗ đó thì mình mua ok. Đeo vẫn không có thấy gì hết. Không ai dạch lên trên đó coi hết. Nhưng mà bên em bán thì bên em báo ha. Mã K8 cho em 1 triệu rưỡi. Rồi lên cho em mã K9.
K9 nha. K9 em lên một chiếc của nhà Ugen. Ugen phiên bản mặt xanh navy, xanh đen á. Ugen chính hãng bản pin nè. Ít khi nào có Ugen lắm. Size 38. Thực sự luôn, rất là ít luôn á. Size 38 cho em Ugen, chống nước 50m nha. Khóa zin cho em nắp sau nè. Đó, nắp sau như thế này cho em, stainless steel. Đó. Chuẩn hàng chính hãng của Ugen. Bản dây đúc dán mảnh nha. Dán mà chưa được 0,5cm là ok. Size 38. Để em chỉnh lại giờ ha. Nó muốn nhảy lịch là em chỉnh qua cái 12 giờ là mới đúng nè. 12 giờ 5 nè, đúng không? Ừ. Đó. Đỉnh của chóp kim có dạ quang, cọc có dạ quang nha. Đó, phiên bản Ugen nè, cái phiên bản này em thấy kiểu lịch lãm, rất là thích. Size 38 mà bữa giờ em lên toàn size to, khắp toàn kiếm 38, 39 là giờ mới có nè mọi người. Rồi lên cho em chiếc này, chiếc Ugen này. Ugen này em để cho mình với giá là 750. Mã chiếc này là mã K9 cho em nè, hàng xịn của Ugen nha. Lên cho em mã K10. K10 em lên một chiếc của nhà Versace. Một chiếc em hoàng hậu, nữ hoàng của nhà Versace nè. Full hộp cho em nữ hoàng, đúng rồi, em này em nữ hoàng. Nữ hoàng full hộp cho em. Đỉnh của chóp luôn, hộp ngoài hộp trong cho em nè. Hộp ngoài hộp trong, túi bao đầy đủ, túi giải sổ luôn. Đây. Má ơi nó đẹp. Cái này là nổi nha, cái này là khắc dạng 3D luôn á. Chứ không phải in nha mọi người, đây là nổi luôn nha. Trời ơi, nhìn giống đồng xu quá ha mọi người. Rồi mở ra như vậy cho em, mở là mình ấn nút. Mình ấn nút rồi mình mở ra cho em nha. Ở đâu rồi? Từ từ. Chưa làm quen lắm. Đó. Mở ra mình ấn nút rồi mình mở ra như vậy cho em nè. Thấy không? Mặt bên trong này là cũng khắc nè. Dạng in chứ ở ngoài là khắc, ở trong là in nha. Rồi đây. Tán đinh trên dưới nè, tán đinh bên trái bên phải nè. Đẹp quá mọi người. Mặt đen huyền thoại nha, nguyên chữ Versace luôn. Ở đằng sau cho em nè. Stainless steel ở đằng sau, chuẩn thép công nghệ PVD màu vàng cho em. Bắt ốc nè, từng đường nét luôn, kính sapphire từng đường nét luôn, rất là nét luôn nha mọi người. Cái mặt của nữ thần Melusa là rất là nét luôn á. Đỉnh của chóp, dây này cắt mắt được nè. Nó dây này mình cắt mắt được, đeo lên mà ôm form cho em như thế này. Ôi nó đã, nhìn sang lắm mọi người, rất là quý sà tộc luôn. Xách thêm một cái túi xách nữa là má la. Bình thường là sẽ đeo giống như một cái lắc vàng mà dạng hàng hiệu vậy á, đồng xu vậy á. Xong khi nào mà mình muốn coi giờ thì mình mở ra như vậy cho em. Vừa ấn vừa mở nè. Đó. Coi giờ nó đây dạng bực nắp nha. Đó, độ đẹp quá mọi người. Xỉu luôn á, bên hông xung quanh nè. Nét nền nẹt. Size ngang là 25. Size 25 cho em, đeo nó không sang, không lấy tiền mọi người luôn. Các em nữ thoại, nữ hoàng này. Đỉnh của chóp. Rồi lên cho em chiếc này nha mọi người ơi. Chiếc này 2,2 triệu cho em full hộp. Có thêm một cái túi giấy của nhà Versace nữa. Đó, 2,2 triệu cho em, giá vẫn còn rất tốt nha mọi người. Đó, người ta toàn bán 3 triệu mấy, 4 triệu không. Mã chiếc này là mã K10 cho em nè. 2,2 triệu.
Rồi lên cho em mã K11. K11 cho em nha. Đây nó nằm ở đây. Đây là đồng hồ của nhà sáng lập Annie Cossen nè. Đấy, tạo ra một những cái đồng hồ về tòa thương chính rồi nhân viên văn gì ngân hàng gì đấy. Đây nè. Ở đâu à? Để xíu, đồng hồ Ascend của cái ông này nè. Của cái ông nè, Anne Jacobsen nè, 1971 nè. Là ông thương hiệu này nè. Thương hiệu này bán tại Mỹ nha. Thương hiệu này là được ra đời vào năm 1971 bởi kiến trúc sư nhà thiết kế nè. Và có cả một cái trang web bán cái hiệu này luôn nè mọi người. Đó. Cái hiệu này á, được cái á, là cái mặt đồng hồ giống của em nè. Là cái nút này là cái nút chỉnh giờ nha. Mọi người dùng cái cây nhọn, mọi người chọt ở đằng phía sau thì kim nó sẽ quay mình chỉnh, chứ không hề có núm rút ra như những đồng hồ khác nha mọi người. Đó, nó hay ở chỗ này. Từ để em vô cái hồi nãy em kiếm được cái giá của nó luôn nè. Em kiếm được cái giá tiền luôn á. Là 249 euro. Đợi em xíu. Đây. 249 euro nè, nó đang bán luôn, nó đang bán trên sàn luôn. Và em có coi là 249 euro là nó tương đương với lại 6 triệu 7 nè. 6 triệu 7 một chiếc này đang bán ở trên hãng luôn nè. Size chiếc này là size 40 nha. Size 40 cho em. Ở đằng sau là máy Thụy Sĩ nè. Đó. 1971 nè. Đây hiệu nè của cái ông này, Anne Jacobsen nè. Đó, Swiss made. Máy Thụy Sĩ và có cái núm dưới này là cái dùng cái cây nhọn để mà chọt thôi. Đồng hồ xịn nó mới thế mọi người, đồng hồ thường thường nó không có vậy đâu. Dây zin cho em, khóa gài thông minh, bản dây lụa zin luôn nha. Đỉnh chưa? Đó. Rồi lên cho em chiếc này. Em để cho mình giá chiếc này độc lạ Thụy Sĩ. Em để cho mình 950. Định bán 1 triệu mà để 950 cho nó số nó lẻ lẻ cho nó đẹp. 950 cho em. Mã chiếc này là mã K11. Lên cho em mã K12. K12 nha. Em lên một chiếc của nhà Maikenco phiên bản dây da nè. Maikenco MK cho em. Độ mới rất cao, size 38. Chiếc này là không có hoa sờ ba đánh bóng nha, toàn bộ zin nguyên bản. Khóa zin cho em luôn. Dây là màu gọi là màu xám ghi á mọi người, màu xám ghi nè. Nó nhìn rất là tây nha. Thường là người nước ngoài họ rất là thích đeo cái màu này. Đây là thương hiệu của Mỹ. Đây On Sanesit Maikenco chống nước 5 ATM. Khóa zin cho em của nhà Maikenco. Nói chung tất cả nguyên chiếc này là zin hết và độ mới rất cao. Độ mới rất cao nha. Núm có dập hiệu. Rồi bên trong có đính đá đây mình nè. Những cái viên tắm nhỏ xung quanh nè. Đó. Lên tay cho em. Dòng này thì nam nữ đeo được, dạng unisex. Dạng unisex á, mẫu rất là đơn giản và dễ đeo ha. Nam nữ thì đeo được hết cho em nè. Rồi chiếc này em để cho mình nè. Maikenco em để 850 nha, hàng xịn mà đẹp mới nữa. Giá rất là ok la. Mã chiếc này là mã K12. Mọi người gắng coi hết kính cuối like là em sẽ lên túi xách nha.
Rồi lên cho em mã K13. K13 em lên một chiếc của nhà Diesel. Diesel này cho em thép vàng bọc vỏ cao su bên ngoài chống chày nè, mà êm tay nữa, khóa vàng luôn nè. Đó, nguyên một bộ vỏ vàng nha. Nút zin cho em nè, bản 6 kim, size 41,5. Viền là viền cũng được bọc cao su, rất là êm, chống chày. Đó, chữ Diesel vàng bên này và số 020304 đặc trưng của nhà Diesel nè. Chiếc này đỉnh quá, nhìn nó sáng láng quá nhờ. Nắp sau cho em dạng vặn nha, stainless steel cho em nắp sau, chống nước 5 ATM. Đó, rất là đỉnh của chớp. Đeo nó vừa sang mà nó vừa support, nó vừa êm tay nữa mọi người, rất là êm luôn. Chiếc này em để cho mình bản 6 kim thép vàng như thế này, em để cho mình 920 cho em nha. Phải nói là đỉnh từ cái nước vàng, nó bóng lừ lừ á. Mã chiếc này là mã K13. Lên cho em mã K14. K14 nha, em lên một chiếc của K14, em lên một chiếc của nhà này. Đây là nhà đá ceramic của nhà Folifoli, hàng đẳng cấp, hãng VIP của nhà Nhật. Bên trong là đính 8 viên kim cương siêu xoáng. Đó, viền đá ceramic, dây đá ceramic, size 30 cho em mix với lại thép đúc nè. Đá ceramic trắng tinh khôi nè. Nắp sau cho em như thế này luôn, stainless steel ceramic wax nè, chống nước 5 ATM. Ủa lộn không, từ từ nhầm, chống nước. Chiếc này nó không có để, nó chỉ để water resistant, nó chỉ để water resistant thôi nha, chưa không có để là bao nhiêu. Đó, nhưng mà mấy cái con này là nó kín lắm mọi người, nó phải ép bằng máy á. Đó, rất là trắng tinh khôi luôn, đeo rất là dễ thương ha, nhẹ nhàng mà dễ thương, sang, có đính kim cương. Lên cho em chiếc này, em để chiếc này 700. 700 cho em đá ceramic đính xoàn. Mã chiếc này là K14. Lên cho em mã K15. K15 em lên một chiếc của nhà, của nhà nào đây, Citizen Atesha Eco Driver, chạy sóng radio hình tròn, bản kính sapphire, mặt xanh navy, mặt hai lòng, size 36, một góc rịch 3 giờ ha, kim cọc dạ quang cho em siêu sáng. Đó, Citizen Eco Driver, năng lượng mặt trời, không cần phải tốn tiền pin hàng năm, xài rất là tiết kiệm luôn. Khóa zin dập hiệu, nắp sau cho em như thế này. Đó, Duratest, Citizen Atesha Duratest, chống nước 100m. Đó, kính sapphire, bản này dây ok. Đó, chạy sóng radio hình tròn. Bên em sẽ chỉnh giờ lịch trước khi đi đơn nha mọi người nha. Rất là ok chưa? Cái này em để cho mình giá 800, bản kính sapphire size 36. Mã chiếc này là mã K15. Lên cho em mã K16. K16 em lên một chiếc của nhà, xả luôn cho mình chiếc này của nhà Bullitt. Xả cho mình chiếc này của nhà Bullitt niền xoay, bản 6 kim, một góc lịch xéo, dòng chronograph, chống nước 100m nha. Size 44 nè, size 44 cho em. Thép đúc, khóa zin, dòng cảnh sát nè. Đó, on stainless steel cho em, đứt sâu như thế này, giá gốc 900, mới phiên trước em bán nha. Xả luôn 600,
Mã chiếc này là mã K16 siêu đỉnh. K17 em lên một chiếc của nhà Swatch with Thụy Sĩ cho em bản dây lụa nè, khóa zin, khóa gài thông minh, tay nào cũng vừa. Size 25 nha, máy đúc nguyên khối cho em nha. Những cái dòng này là dòng Thụy Sĩ, dòng này không có hàng phay đâu nha, dòng này chỉ hàng có hàng chính hãng thôi, và máy đúc nguyên khối cho em nè. Đỉnh của chớp, độ mới bóng loáng bồng loang cho nữ nha. Đó, Thụy Sĩ cho em, Swatch with của nữ nè, thấy cưng không? Em để cho mình 450 ha, 450, độ mới cực cao. Thụy Sĩ, máy đúc nguyên khối, máy V8. Mã chiếc này là mã K17 cho em nè. Lên cho em mã K18. K18 em lên một chiếc của nhà Bullet nữa. Em xả cho mình chiếc Bullet này nữa nha. Đây, size chiếc này là size 45. Size 45 niền không xoay. Niền không xoay cho em, mặt bên trong cạch bon, một góc lịch 3 giờ, khóa zin, bản thép đúc, nắp sau dạng vặn, chống nước 100m, on sanexit, bản cảnh sát luôn. Rồi 600 luôn, xả luôn cho mình mã K18 600. Lên cho em mã K19. Em lên một chiếc của nhà Senko. Vỏ này có mạ vàng trắng nè, độ mới cực cao nha. Mặt trắng tinh khôi. Size chiếc này là size 32. Nắp sau đây là bản kỷ niệm. Bản kỷ niệm năm 20 gì của nhà Senko gì đây nè, này em chưa có dịch ra. Dây khóa em thay, dán mảnh. Vỏ là vỏ có mạ vàng trắng, độ mới siêu đỉnh. Đó, bản kỷ niệm. Chiếc này em để 500. K19 cho em 500. Rồi K20. K20 em lên một chiếc của nhà DW phiên bản cọc số la mã, kim xanh navy, và bản có lịch nè. Mấy bản này hiếm hiếm về không. Size 38 cho em nha. Nút zin cho em, hàng chính hãng của nhà DW. Đó, dây đồ zin hết cho em nè. Dây khóa zin. Đó, thấy chưa, kim kính là không có chày ha. Kim xanh navy, gọc số la mã, có lịch luôn, phiên bản size 38 nè. DW này em để cho mình 750. K20 cho em siêu đỉnh. Lên cho em mã K21. K21 em lên một chiếc của nhà này. Chiếc này là chiếc Venus Tiara, mặt hồng, trời nó đỉnh, dễ thương quá mọi người. Chiếc này đẹp nha, đờ mi vàng hồng nè, khóa zin nè, Venus Tiara. Bản này là bản có cái vương miện và ngôi sao nè. À, dễ thương ha, rất là cưng, rất là dễ thương luôn. Nút vàng hồng nè, dễ thương lắm. Này đeo lên là phải nói là đỉnh, bên trong có đính đá nè, đẹp chưa, cực xỉu. Chiếc này em để cho mình 400. 400 cho em, size 24. Mã chiếc này là mã K nhiêu đây, K21 400. Rồi lên cho em mã K22. Tiếp tục xả cho mình con Diesel 02-03-04. Size 46 nè, 45,7 là 46 nè. Nắp sau nè, bắt ốc cho em. Chiếc này em có hẹn cọc nhưng mà không thấy nên là em bán luôn nè. Núng zin em nè. Đó, khóa zin cho em nha.
Em xả 600 ngàn luôn, đi sale nha. Bộ dây thảo mộc này đeo không biết chừng nào mới hư, bà bao đã tay, đeo về không đã là trả lại luôn. 600 cho em, mã chiếc này là mã K. K22 nè. Rồi K23. K23 lên Baby G nha. Baby G màu trắng tinh khôi, trắng sữa cho em, khóa jean nè. Đây nắp sau cho em multiband 6 nè. Đó, thấy chưa? Size chiếc này là size 37 nha. Size 37 cho em bên trong nè. Chống nước 100m nè. Cái này là vừa kim vừa điện tử luôn cho em, phiên bản năng lượng mặt trời. Đeo xinh xỉu không? Xung quanh là có nẹp thép nè. Trắng tinh ngời ngời luôn. Đi tập đi chơi gì cũng được, mua cho bé cũng được, cọc số màu nè. Rồi chiếc này em để cho mình 500 năng lượng mặt trời nha. Không cần phải tốn tiền pin hàng năm luôn. Mã chiếc này là mã K23 cho em. Lên cho em mã K24. K24 em lên cho mình chiếc Armani nè. Mấy chiếc này bữa nay em xả luôn nè. Size 42. Dây khóa jean, bản dây silicon thể thao. Đó. Dây khóa jean cho em nè. Bản dây silicon thể thao cho em nha. Kim và điện tử. Nó là dòng chrono điện tử luôn á. Kim đang chạy nè, điện tử luôn. Ở đằng sau cho em chống nước 50m, đít xoáy. Đó, có 4 núm chỉnh nè, nút zin cho em nè. Chiếc này em bán 600, xả luôn. Xả 600. Giá gốc tới 900 một triệu luôn nha. Mã chiếc này là K24 cho em. Rồi K25. K25 em lên một chiếc hai máy của nhà Harley. Hai máy cho em nha, máy thụy sĩ Swift. Bản hai máy, một ở trên là một bộ máy cọc số trò và ở dưới là một bộ máy cọc số gạch nè. Size ngang là 22,2, dọc là 35,6. Cái này thiên về dáng dài, oval, vỏ vàng siêu mới của nhà Harley nha. Đó. Hai núm chỉnh cho em nha, da đà điểu màu nâu cho cô em thay. Khóa về sau bên em để dậy ha. Đó. Độ mới rất cao nha mọi người. Thụy Sĩ cho em hai máy, độ mới cực cao. Rồi, chiếc này em để cho mình với giá là 700, Thụy Sĩ hai máy nè, bán siêu rẻ bằng giá tiền Nhật luôn á. Mã chiếc này là K25. Lên cho em mã K26. K26 em lên một chiếc của nhà này. Bữa nay xả chiếc No Minh Day nè, không thứ hai này cho em nè. Hàng thương hiệu No Minh Day không thứ hai nè. Chiếc này cũng phải nói là cũng rất là ok nha. Từ dây cho tới vỏ là đồ đều ok hết. Đây cái chiếc này là cái giá ở trên đây bán cũng được 153,15 USD nè. No Minh Day size 43. Thương hiệu nổi tiếng nè. Nội địa ha. Xuất khẩu châu Âu, No Minh Day không phải thứ hai. Đó, full hộp. Full hộp của nhà nó. Size 43. Số nè. Rồi là cái lịch, cái phần lịch nè, là nó lộ luôn cái chỗ này đang nhảy lịch nè. Nắp sau nè, 12 window nè. Chống nước bay tem, còn tem luôn, full hộp cho em nha. Rồi xả luôn. Dây này em không biết zin hay không mà về chung nguyên cái hộp vậy nè. Đó, nhưng mà em thấy nó tông sệt tông với cái màu đỏ ở trong mặt á. Em nghĩ là zin. Rồi, 600. Xả giá gốc 900 nha. À, giá gốc là 850 á.
Cái này là em bán 600 xả, K26 cho em. Rồi lên cho em mã K27. Tới cái con Komono, Komono full hộp cho em. Cái này rất là nghệ thuật luôn. Đây nhà thiết kế họ thiết kế rất là nghệ thuật cho cái bộ dây hai màu này ha. Bộ dây nhìn như là sơn luôn á. Đó. Sổ hộp nè. Size chiếc này là size 40. Size 40 cho em nha. Một góc lịch không phải, một cái núm chỉnh góc 4 giờ. Đó, nó làm nè. Hai màu nè. Đó, nó làm màu rất là nghệ thuật luôn, như kiểu như mấy cái quần mà mọi người thấy nó quách quách không. Khóa zin cho em nè, dây zin, khóa zin còn tem nè. Đó, của hãng Komono nè, chiếc này mới cũng 3-4 triệu nè. Đó, khóa zin cho em nè, của em là chưa xài nha mọi người. Đó, của em là chưa xài, chưa có một vết gì luôn. Full hộp, xả luôn 600. Đó, em xả đồng giá luôn nè. 600 cho em nha. Chưa xài K27. Rồi K28 cho em nè. K28 nha. Tới cái chiếc này, Valentino Mitro, khóa bướm zin. Khóa bướm zin của nhà nó, chứ em không có khóa bướm bé tí này đâu. Cái này là về sao em để dậy, em chỉ thay cho mình bộ dây da đà điểu màu xanh rêu nè. Em thấy nó để vô nó rất là nghệ thuật luôn. Size chiếc này là 27,3. Không thích màu này báo bên em đổi màu nha, em thấy màu này nó bụi. Khóa bướm gà tới gà lui được nè nha. Đó, em gà xuống cái nước này, mình muốn gà nước nào mình cứ chọt qua cái lỗ. Rồi ở đằng sau cho em nè. Đó. Valentino Maitre, da đà điểu, có khóa bướm luôn. Em để 500, giá siêu rẻ. 500 cho em nha. Mã chiếc này là K28. K28 cho em 500. Lên cho em mã K29. K29 em lên Casio. Casio năng lượng solar power, hàng năng lượng mặt trời, không cần phải tốn tiền pin, một góc lịch 3 giờ cho em. Size 46 là 45,8. Nắp sau cho em nha, đây là bản MRWS300H. Năng lượng nha, niền xoay cho em rất nhẹ luôn, một góc lịch 3 giờ. Không cần phải tốn tiền pin hàng năm, khóa zin cho em của nhà Casio. Đó. Rồi chiếc này em để cho mình với giá là 430.000. 430 cho em. Mã chiếc này là mã K29. Năng lượng không tốn tiền pin, K29. Rồi lên cho em mã K30. Em xả luôn con Justin Bow Sydney của Úc này nè. Dây zin, khóa zin nha, dây này màu cam sữa. Nắp sau cho em nè. Chống nước 5 ATM, bản này size 43, có hộp mặt loan vân đá, vỏ kim vàng hồng, cọc kim vàng hồng. Đây, nút đồ zin cho em. 600 full hộp. 600 cho em, xả luôn hộp da nha. Mã chiếc này là K30. Lên cho em mã K31. K31 em lên chiếc này. Đây là dòng Casio, bản 2 máy kim và điện tử nha. Cái này mình ấn, mình lấy cái cây mình ấn lâu là sẽ chỉnh kim nè. Còn hai cái này là để chỉnh điện tử nha. Bên em chỉnh giờ hết rồi, cọc kim vàng nè. Đó, dòng này là mấy đứa mà học sinh rất là thích luôn. Nhẹ tay mà đeo đi học đi chơi đồ được nè. Size 31 ngang,
dọc 33, khóa jean cho em nha. Đây là nguyên một bộ tát của nó nè. Đó, Casio chính hãng tát nguyên vậy nè. Đó, đây là hàng chưa xài còn tem, bản IW48H. Đó, hai máy. Chiếc này em để cho mình với giá là 320 full hộp, ấy là ông full tát 320 cho em. Mã chiếc này là mã K31 nha. Lên cho em mã K32. K32 em lên một chiếc của nhà này. Chiếc này bữa nay em cũng xả luôn nè, giá gốc 700 nè. Bản 6 kim nha. Dòng lặn nha, dòng lặn 200m lận nha, bản 6 kim. Một kim thứ, một kim ngày, một kim 24 giờ. Size 37 cho em nè, niền xoay được. Niền xoay được nè, núm vặn cổ chai, nắp sau dạng vặn. Chống nước 30m. Dây viên tẹt. Khóa zin. Nội địa Nhật nha, sử dụng máy Nhật, nội địa Nhật. Chiếc này em xả 500. 6 kim 500, dây độ ok la, độ mới cao. Mã chiếc này là mã K32. Rồi K33. K33 em lên chiếc này. Chiếc này là chiếc Solar, Senko Solar năng lượng nha. Size chiếc này là 42,9 nhưng cho 43 nè. Năng lượng không cần phải tốn tiền pin hàng năm. Dây nè, nói chung là có đeo rồi, nó hàng si nó có chày nha. Senko năng lượng không cần phải tốn tiền pin hàng năm. Em để 200. 200 ngàn xả luôn. Mã chiếc này là mã K33 cho em nè. Rồi em qua K34 em lên túi. Đầu tiên là cái chiếc túi này. Dễ thương không? Chiếc này bằng dù mà dù dày nha, không phải dù mỏng. Đó, dạng ba sọc của nhà Adidas đó. Đó, ở trong là lót dù nè. Xịn mịn nha, túi này túi trống. Bên hông có hai bên này có đựng đồ nữa nè. Đó. Nhớ không? Nam nữ dùng chung cho em nha. Mấy dương tuổi teen, mấy đứa giờ học đi học nó thì cũng thích vậy lắm nè. Cái này mình nói ra nói vô được nha, xéo hoặc là dạng sách cũng được. Đó, túi trống, em có một cái duy nhất. Một cái duy nhất cho em nha, 180 ngàn. K34. Rồi K35. Tới cái túi này. Về là nó không có hộp. Đó, nó không có hộp nhưng mà nó đẹp. Đẹp ha. Đó, ISL LV Louis Vuitton. Trong này là cho em nè, cái này là chưa có xài nha mọi người, nó không có hộp mà nó chưa có xài. Dây nè, dây thêu luôn á. Dây thêu cho em nè, rồi khóa dập nè. Đó, dây nè, dây đeo chéo, mình đeo đeo đường, mình muốn đeo gì mình đeo, mình thu lại thôi. Đó, ở trong cho em nè. Lót xịn sò chưa? Đó, một ngăn ở trong, một ngăn ở ngoài nè. Rất là xịn sò. Rồi thêm một cái em có một bữa nãy giờ em lên là mỗi cái em có một cái thôi nha mọi người. Mỗi mẫu em có một cái thôi đó. Tùy theo có khi có màu khác nhưng mà màu này em có một cái nè. Đó, đẹp chưa? Có thêm túi nhỏ này mình đựng những cái gì nhỏ nhỏ đây nè. Để giữ xe đồ như vậy đó. Dễ thương cho em đo cái, để em đo xe ngang cái nha. Xe ngang cái. Sang ngang 25 nha, còn cái túi trống hồi nãy là 23-24 nha. Còn này ngang 25, dọc 14-15 nha. Dạng sách cho em nè, đeo sang không? Sách cũng sang nữa. Đằng trước màu đậm, sau màu nhạt nè. Rồi, lên cho em chiếc này. 400 cho em. 400 nha.
Mãi dưới này là K35. Rồi K36. Rusi. Ba lô Rusi. Hổm ai hỏi em cái ba lô nè. Bữa nay có một cái à. Có cái quay ở trong này nha mọi người. Quay Rusi nha. Rồi một cái ngăn ở trong này bự chảng luôn. Có dập cái thêu Rusi trong đây nè. Đó. Rusi nè. Rồi. Được chưa? Rồi tới cái này. Một ngăn nè, hai ngăn nè. Ủa ngăn này giống nhau lộn. Ý là đường mở á. Rồi hai ba ngăn nè. Đó. Dễ thương á mọi người. Móc hai bên đây nữa nha. Cân xỉu. Để em đo cái chiều cái. Ngang 17-18 nha. Dọc là 17-18 luôn. Dễ thương quá. Rồi cái túi Rusi nè cho em. Rồi 270 cho em cái ba lô. 270 cho em K36. K37. K37 cho em. Cái này là cái gì quên rồi. Cái gì gì channel boy gì đây nè. Mà cái này là cái màu đồng cổ. Cái khóa nó màu đồng cổ nha. Cái khóa nó màu đồng cổ nha mọi người. Nó vậy nè. Cái xích này chưa có tháo này ra luôn nè. Hai bên này cũng màu đồng cổ nha. Nhìn nó bụi bụi. Đó. Bên trong đây có một ngăn bự và một ngăn nhỏ nè. Có tem giải luôn. Đó. Mở ra mở vô nè. Để em coi cái này. Cái này foam nhiêu. Size 20. Dọc 15. Size 20 dọc 15 nha. Chiếc này em nhìn nó chưa có xài. Nhưng mà kiểu nó bụi bụi cổ cổ á. Cái khóa nó cũng vậy nè. Bụi bụi cổ cổ nên nhìn kiểu nó hơi nhìn nó hơi viên tẹt đó. Chứ nó chưa có xài. Đâu rồi, đây. Em bán 200 nha. 200 cho em mã K37. Lên cho em K38. K38 nha, chiếc này màu đen. Có nhiều ngăn ghê mọi người. Dễ thương quá à. Nó mở ra vậy nè. Dễ thương chưa? Chưa có xài nha mọi người. Cái này giống túi bì thư vậy. Mà tới một ngăn nè. Hai ngăn nè. Dây nè. Hai ngăn cho em nha. Ba ngăn nè. Một ngăn. Hai ngăn. Ba ngăn. Đó, dễ hơn ha, nhiều ngăn. Dạng sách nè. Có quai đeo nữa, muốn đeo muốn sách gì tùy mình ha. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Sai ngang làm 19. 19-20. Dọc 14 cho em. Đó, dọc 14. 19-20 dọc 14 nha. K38 cho em nè. Chiếc này em để cho mình. Chiếc này 350 nha. 350 cho em. Mấy này hàng mới về không á mọi người. Mỗi mỏm có một cái. 350 cho em. Rồi ừ là trời. Rồi 3K39 nè. K39 cho em nha. Tới cái này Prada. Prada này màu kem cho em mà nó làm vân da rắn nè. Màu kem nè. Làm vân da rắn nó này bật ra. Cái này còn chưa xé siêu của khóa nó nè mọi người. U nhiều ngăn phết luôn. Có một cái kiến ở đây nữa nha. Đỉnh kiến này để soi gương sức son môi được đó. Rồi mấy này là để thẻ ngân hàng nè.
chứ căn cước đồ. Rồi khóa giữa nè, rồi này lót nhung luôn nha. Và ra đời là xịn xịn xịn. Rồi dây nè, dây vàng hồng, dây xích. Có tem nè. Rồi cái ngăn nhỏ trong đây nữa lót nhung. Bao xịn. Trời ơi, sao quá trời ngăn luôn. Nhỏ mà có vỏ. Để em đo ngang coi. Cái này ngang 21 dọc 13 nha. Ngang 21 dọc 13 cho em nè. Rồi cho em luôn 400. 400 nha mọi người, hàng chưa xài. Mã chiếc này là K39. Rồi cuối là bắt đầu em xả cái thùng này. Một thùng này nó nặng lắm nha, cầu chục ký á. Đó, rất là nặng luôn. Trong cái thùng này thì em không thể nào nói hết được. Thì đây là những một số cái hàng mà chưa xử lý nè. Một số hàng chưa xử lý, một số hàng là con này là con cơ cổ nè. Con cổ 21 Newell, cổ Thụy Sĩ nè. Đó, chưa xử lý nha, về là em thấy vậy là em không có làm. Được một số là em cho pin chạy. Một số hư vỏ. Một số cho pin chạy, một số sạc không lên, một số sạc lên. Nó tùm lum hết á. Mấy cái này là chưa cho nè. Citizen đồ nè. Năng lượng đồ chưa phơi nè. Đó, em không có thời gian em làm mấy cái này. Rồi xong rồi được về mấy cái con này nè. Bộ máy. Bộ máy cũng có con cơ cơ này cơ gì? Titus 17 Jewel Switch nè. Bộ máy cơ. Rồi đây của con Senko nè. Máy cơ. Rồi này cái gì nè? Nó một bịch nó lộn xộn nè. Cơ Thụy nè. Còn cái này cơ gì nữa nè. Cái này cơ hay pin pin. Nó gửi về nguyên bịch vậy nè. Em không có đụng tới luôn nè. Tùm lum tà la. Hột me trong này nha. Mà nó cả chục ký lô. Rồi xong tới cái này. Đây là cơ em chưa xử lý, chưa lau dầu, 17 Jewel nè. Cơ Citizen. Rồi Senko ARS nè. Chưa đụng luôn, mấy này em không biết làm nha. Rồi tới cái này là cái gì? Citizen 21 Jewel 7 đang chạy nè, lắc lắc cái nó chạy. Con này cũng vậy luôn, cũng chạy nè. Đó. Với một con cơ này. Về không có núm. Rồi xong đây là 3 con. 4, 5 con. Với một 6 con. Con này con cơ Thụy mà cơ cổ. 6 con. Rồi tới cái này. Senko Atus SS 23 Jewel chưa có đụng chạm nè. 7 con, chưa có mở ra luôn á. Em chưa có coi máy gì luôn á. Rồi, em bán này là bán tự xử. Rồi, con này nữa nè. Trong cái đống cơ này luôn nè. Nhiều lắm. Trong đây là cơ em để riêng. Còn trong đây điện tử, năng lượng, pin. Đó, như mấy con dây lụa này, mấy con này nè. Chưa có sửa máy, chưa gì. Cho pin không chạy quăng vô vậy đó. Nguyên tem luôn nè. Rất là nhiều nha. Cái này là nữ thụy nè. Hả? Chạy luôn nè thấy không mấy con này nè. Hả? Rất là nhiều luôn mọi người. Em không nói hết. Chưa kể là lấy dây, lấy đồ bọng, lấy khóa, lấy đồ, lấy ơ đồ. Hả? Rồi sóc. Nói gì nữa ta. Nhóc trên này. Chưa có đụng chạm nè. Nó anh ba. Citizen. Tùm lum tà la. Đó. Rồi mấy con cơ này em để bên đây. Nó thật luôn là chủ yếu bán cái cơ này. Còn cái thùng này giống như cho vậy. À.
Đó. Rồi em bán nguyên cái thùng này nha, thùng nguyên cái thùng xác này. Em bán 3 triệu rưỡi. Mọi người chuyển hết em chịu ship. Nó tới mấy, nó nặng lắm, chục ký, hơn chục ký, tiền ship rất là cao. Còn mọi người chịu ship thì mọi người cọc thôi, cọc triệu, cọc 1 triệu trả ship. Đó, 3 triệu rưỡi cái thùng này. Là em mọi người là sửa mấy con cơ, lau dầu mấy con cơ bán là về tiền. Đó. Bán cái này là không có tính lời lớn gì trong đây đâu mọi người. Về được bao nhiêu thì về á, xác định luôn. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.